Chào tất cả các bạn, mình là Vân Phu Nô. Mình nhận được khá nhiều câu hỏi của bà con nông dân mình á, rằng là nếu mà mình đang mình là nông dân ha, mình đang sử dụng các cây trồng mà cho giá trị kinh tế nó không cao á, bây giờ mà muốn chuyển đổi sang các mô hình giá trị kinh tế cao hơn mà vốn không có nhiều á thì phải làm sao? Và đây là câu trả lời của mình nhé. Hiện tại mình đang đứng ở trong một cái farm, cái nhà lưới. Đây, nhà lưới 268 trong Đan Phượng ha. Bạn trồng ớt xanh. Đây, cây ớt đây. Bạn sử dụng giống Siminix là ớt xanh. Các bạn nhìn thấy cây không? Khá là đồng đều ha. Bạn thu được một lần rồi đó. Đây, để mình quay toàn cảnh sơ bộ vườn cho các bạn xem nhé. Nếu mà so vào cái chi phí mà để làm cái nhà kính và nhà lưới thì nó khác nhau ha. Nhà kính thì nó sẽ mắc hơn hết hơn 2/3 luôn á. Trong khi nhà lưới thì chi phí nó rẻ hơn. Và nếu mà mình ít vốn thì mình có thể tham khảo cái mô hình này ha. Để mình soi cây coi nè. Bạn thấy à, cây đã ăn hết ăn một tầng rồi. Trung bình á, vườn á là một trái á là khá là to ha. Hơn 2 lạng đến hơn 3 lạng không à. Đây. Thường thì tầng 1 á thì vườn á để khoảng 4 đến 5 trái ha. Và trái nào cũng rất là to. Chủ yếu để tập trung để nuôi cái trái tầng 2. Trái tầng 2 á thì đang đậu ha. Đây. Vậy thì những cái lưu ý nào, những cái băn khoăn nào mà khi mà sử dụng nhà lưới, có những cái lưu ý nào ha, thì mình cũng khuyến cáo cho các bạn rằng là khi mà nhà lưới như thế này thì các bạn là mình không khống chế được cái lượng mưa ha. Mưa nó vẫn qua cái lưới nó vẫn đi xuống được á. Vậy thì vào cả mùa mưa nữa thì mình nên phủ bạc dưới luống như thế này. Cái việc phủ bạc này sẽ hạn chế bớt cái nước mưa nó vô trong cái rò cây của mình ha. Phủ bạc và lên luống khá cao. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nè. Lên luống cao, rộng. Đó, rộng á, trung bình á là khoảng 1 mét. Cao á là khoảng chừng 40 phân. Đó, là như vậy thì hạn chế được cái nước mưa nó vô trong rò của mình. Rồi khi mà mình bón lót á thì mình có thể sử dụng thêm các cái loại phân nhả chậm ha. Cái loại phân nhả chậm á thì nó nằm ở trong đất ngoài những cái phân chuồng nè. Rồi những cái chế phẩm vi sinh khác á thì mình có nên sử dụng thêm phân nhả chậm. Nó giúp cho nó tăng cái lượng oxy, lượng phân ở trong đất. Nó ổn định và cái phân đó thì nó tan từ từ, là giúp cho cây đến những lúc mà vào mùa mưa khi mà lượng nước nó mưa nhiều á, nó thấm vào trong đó thì nó vẫn còn cái oxy nó khá ổn định một chút để cho cái cây của mình nó không có bị thiếu chất quá ha. Và bởi vì á, nhà kính á, thì cái lưới mà phía trên nhà kính á, là nó họ hay sử dụng cái lưới mà tán xạ ánh sáng, giúp cho cái ánh sáng và cái cường độ ánh sáng nó không quá cao đi xuống cái cây của mình ha. Còn nhà lưới thì không, cái lưới nó không có chức năng đó. Thì khi đó thì lưu ý của mình á, rằng là cái để tầng trên á, cái lá các bạn nên để cho nó nhiều một chút, rộng một chút để nó có khả năng che được trái những cái trái tầng dưới. Còn trái tầng dưới thì sao? Sau khi mà mình đã thu hoạch rồi xong á, thì nên tỉa sớm, tỉa những cái lá chân. Những cái lá này á, nó sẽ tiếp xúc với đất này. Cái độ ẩm cao ở trong cái nhà lưới này sẽ dễ gây bệnh ha. Mình có thể tỉa lá chân và giữ nhiều lá ở tầng trên. Rồi. Các bạn nhìn thấy không? Còn chế độ phân á, bởi vì á mình vẫn nãy giờ vẫn nói nhiều đến cái vấn đề là mưa ha, mùa này mùa mưa này. Và mình không điều khiển tốt được cái lượng nước á, thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái năng suất của mình ha. Thì trong chế độ phân á nên bổ sung thêm các đạm, gọi là đạm amon ha. Trong đạm amon đó, ví dụ thử bên công thức mà phân mà mình đang mình và các bạn đang đi cho vườn á, là 8 kg canxi, 20 kg lẩu,
4 kg MAB và 2 kg magie sulfat. Cái MAB trong là cái đạm amoni này á, thì nó sẽ giúp cho cái đạm này á, là nó ít di chuyển ở trong đất, ít di động hơn, nên hạn chế được sự rửa trôi và làm cho cái lá mình nó xanh hơn nè. Còn cái magie sulfat á, giúp cho cái lá xanh đậm nè, cứng hơn, dày hơn ha. Đó, đó là những cái lưu ý của mình khi mà các bạn canh tác cho ớt chuông trên cái nhà lưới thế này. Thậm chí cái bạn chủ vườn còn nói là biết vậy thì trồng ớt màu luôn, rất là tự tin ha. Vườn rất là đẹp, hết sạch bệnh. Mùa mưa này thì nên định kỳ phun xịt thuốc nấm bệnh thường xuyên để cho giữ vườn của mình nó ổn định ha. Cảm ơn mọi người, chào tất cả các bạn.